Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay mình lên bãi xe của mình ở trên quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nè các bạn. Bãi xe này mình đậu chiếc xe của nhà mình trong đây. Rồi, trong đây thì có một cái dàn cua mồi của mấy anh tài xế cũng dữ dằn lắm. Này, treo 3-4 con trên lập nè. Mấy con này là mấy ông đi rừng nè, mấy ông đi chở khách đi, mấy ông đem theo luôn vô lập hết, nuôi lập hết, đi chở khách đi là xách đi thôi. Hay rất là nhiều ha. Nhiều lắm. Đây là 4 con trong lập bên kia nữa. Treo lủng lẳng bên kia nữa. Bãi xe này là bãi xe Lê Dạng 3 ở Cao Lỗ quận 8. Anh em muốn ai có muốn qua giao lưu thì cứ qua đây ha. Đây. Mấy anh tài xế này chơi cua nhiều lắm. Mấy con này chưa căng lắm. Đây bãi xe lớn lắm các bạn. Đây có một con son với con thổ. Con son là ở gần các bạn, con thổ xa. Đây, chắc hai con mồi chiến quá. Đây, hai con. Con rước dữ quá ha. Rồi, đây là khu vực của bãi xe Lê Vạn đây. Đây là cái chỗ mà để xe máy của anh em tài xế. Trên này có mấy con sâu đầu đỏ nữa. Dạ. Yeah. Xe của mình. Rồi, video đến đây kết thúc các bạn ha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha.